Ngay từ ngày khai mạc World Cup 2018, Natalia Nesimnova đã nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên khán đài với hình ảnh vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Mới đây, khi được blogger Fyodor Maslov hỏi rằng cô có thể giúp gì cho đội tuyển Nga trước trận đấu với Croatia, cô nàng này hứa sẽ chụp những bức ảnh khỏa thân thật sự điên rồ và gợi cảm cùng các tuyển thủ Nga nếu như tuyển thủ nước nhà lên ngôi tại World Cup năm nay. Thực chất Victoria Loprireva mới là người đẹp đại diện cho đội tuyển Nga tại World Cup 2018, nhưng dường như Natalia Nesimnova đã giành mất chức vụ này một cách không chính thức. Ở trận khai mạc World Cup, ống kính truyền hình liên tục hướng về vị trí của Natalia Nesimnova. Lúc đó cô rất nổi bật với cờ và mũ truyền thống của Nga,